này, các nghệ sĩ đã dày công tổ chức, truyền dạy, phổ biến, nhân rộng và truyền lửa đam mê cho công chúng đến với dân ca. Chúng tôi luôn trân trọng và ngợi ca điều đó. Bài hát chèo, khúc ca của người lưu giữ hồn Việt của nhóm dân ca Thái Bình xin gửi đến những người giữ lửa dân ca và quý khán giả. Thank you.
Việt do soạn giả Kim Tiến soạn lời và trình bày cùng các hội viên câu lạc bộ đàn và các ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, như đã giới thiệu từ đầu, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam